hãy đi qua 18 cửa địa ngục để mà tự răn dạy mình. Chúng ta cho rằng sau cuộc sống hiện tại, người nào biết tu nên tích đức, người nào đạo đức tốt thì được lên thiên đường, còn người nào sống hình thức ghen ghét xấu xa tầm ác và xuống địa ngục để bị đày đọa. Rồi người đi em lên. Hãy đi qua 18 cửa địa ngục để mà tự răn dạy mình. Vào thôi các bạn ơi. Tổ tiên ta cho sợ ở đây người ta cấm quay phim nữa nè, mà người ta không có cho quay không nè. Người nào đạo đức tốt thì được lên thiên đường. Chắc mà người ta không cho quay mình cũng phải quay lén thôi các bạn ơi. Tại vì mình muốn cố gắng thực hiện cái video này để cho các bạn xem mà. Từ vô mình đứng đây đã. Thì khám phá thôi các bạn ơi. Thì quái thế giới này chia làm ba phần: trời, trần gian và âm phủ. Trời là quản đế cai quản, trần gian có muôn loài do vua quan cai quản. Thì chết xuống âm phủ thì có ta, tức là Diêm Vương cai quản. Ta tuyên bố viên và sửa đổi hàng ngày bắt đầu quan tâm lý dân phòng lập điện diễn ra là lời luận tội. Lý không ở làng mộ, con ngân và mộ ông mộ mất sớm, hai mẹ con không biết đường dạy dỗ nhau. Ngày đêm hai mẹ con bà tính chuyện gian trá, án cuối cùng dẫn đến trời không chịu được do thiên lôi đánh chết xảy ra như sau. Đi giả đò kết nghĩa anh em để lợi dụng sức lao động của thạch xanh làm việc nuôi mẹ con đi. Có gì con hả? Y đến khi phải gặp mình kêu cặp của linh hắn tỉnh thì đi lừa em nuôi để thạch xanh chết mai đi. Khi thạch xanh ghét được đầu chánh linh thì đi lừa em xin đó là con nhân quốc bảo vô nuôi. Tôi em trốn chạy ngay. Nè sẽ tiến vào trong thôi các bạn ơi. Ở ngoài là phía sau là nguyên một đoàn người đi ngoài phía sau các bạn. Mình là người đi trước luôn á. Tại vì bên kia không dám đi. Mà tại mình thấy mình nghĩ bình thường thôi. Tại mình thứ nhất là mình đi rất nhiều lần. Thứ hai là mình thấy cảm giác nó không đáng sợ lắm. Đây là mình có một mình lên, mình đứng đây còn ngoài kia đang đi vô rồi. Là hình thức đầy đọa. Mình đi lần này là theo kinh nghiệm những lần trước mình đi các bạn. Các bạn trước nói mình đi nhanh quá, bây giờ mình sẽ đi cố gắng đi từ từ quay cho các bạn xem nha. Tội gian pha nhau, tội ghen ghét, tội ngồi lê đôi mắt, tội mụn khóc mở nở, tội hay nói xấu nhau. Những kẻ tội đồ này đều bị lưỡi sứ cắt lưỡi công nghiệp. Mất cái này. Mất hả? Ù nhau không? Xương quá trời xương rồi nè các bạn. Họ tẩy lẫm xương rồi các bạn. À, đồ mình luôn à. Mình đứng đây ngồi nữa chắc nó chờ nó phóng ra nữa nè. À, đứng đây chờ cái này gọi đâm tiêu ta. Đó nó không ra nữa đó. Lại sợ luôn. Mình này xương cốt quá. Bây giờ hiện tại mình đang đứng đi của mình luôn các bạn. Không ai đâu á. Còn tôi là tuốt mà sao là nàng quá luôn rồi. Họ la quá trời la luôn.
Nguyên đoàn ngồi phía sau đi tới, nhưng mình đi chậm quá, mình đi từ từ á, đặng quay cho các bạn xem á, tại là trước mình đi nhanh quá, bạn lên la làng lắm, có người cho ta chửi nhiều lắm, đó đi nhanh quá mới không sợ. Từ bữa nay mình cũng cố tình đi chậm luôn nè, mình đi giờ tới đoàn người phía sau lên nữa nè. Ok, bây giờ cũng là lại còn một mình nữa, bây giờ mình đi ra thôi các bạn ơi. Rồi, cứ ra rồi các bạn ơi. Ồ, bây giờ chắc mấy đứa kia ra đứng đợi cái buổi hả? Đợi lâu không? Đợi lâu không? Thật không? Cố gắng đi chậm mấy vô mấy tớp luôn. Ok, mình đã khám phá 18 lần địa ngục nha các bạn. Nãy đi cửa bên kia mà vào ra cửa bên này nha. Đây cái 18 cửa đi ngục ra đây nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái trò khác mình khám phá thôi các bạn ơi. Mà nghĩ chắc không còn trò nào ghê nữa quá. Còn những trò ghê chắc mà chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa. Bạn xem video nhớ bấm vào nút đăng ký rồi kênh ủng hộ với nha các bạn. Nhớ bấm vào chuông để theo dõi những video mới tiếp theo nha. Và cho mình một like và cho mình một cái bình luận nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thấy cảnh đẹp như tiên các bạn yêu thích nha. Mình mới ra cửa đi ngục rồi nha. Cái này nó tựa như là lễ hội trái cây nha các bạn. Được làm bằng trái cây không à. Này cái gì? Cao. Còn
là tới cây không các bạn ơi. Hoặc là làm bằng trái cây không luôn á. Cái này tới gì biết chết liền luôn á. Nhìn nó tựa trái xài vậy ha, mà nó bự ghê. Tuổi thơ ai còn nhớ ta. Tuổi thơ ai còn nhớ trái này. Nhỏ mình ăn thường ăn lắm nha. Mà bây giờ lớn rồi không còn có để ăn nữa. Rớt vào hai bên này nè. Với lại cây ô môi này bây giờ cũng hiếm mà các bạn. Cái quê mình giống dạng là tuyệt chủng luôn á. Hiếm thiệt á, giờ muốn kiếm trái này ăn cũng hơi bị khó luôn á. Rồi trái bây đầu khủng như vậy. Hả? Trái thiệt phải không? Trái này thiệt hả giả? Thiệt hả? Đúng rồi, trái này thiệt. Ừ, trái đó là giả, trái bí đó là giả. Rồi cái bao bự dữ trời. Bí đó này có thiệt nè. 50 kg. Cái bí đó là đã có rồi. Cái là đẳng chưa mấy triệu triệu không à. Cái này là mấy chục triệu không chụp hình mới đẹp. Đứng đây chụp hình là lý tưởng luôn rồi. Đây là cái thông không ta? Cái thông luôn mà. Wow, cái này bự ghê. Ngồi đây nghỉ mệt xíu các bạn ơi. Đi tới giờ cũng mệt rồi. Ngồi đây cũng mát lắm. Bạn xem video nhớ bấm vào nút đăng ký nha các bạn. Bấm vào nút đăng ký và cho một cái bình luận nha. Bấm vào nút đăng ký nhớ bấm vào cái chuông nha đặng theo dõi những video mới nhất nha các bạn ơi. Các bạn giờ nói là ở đây về Bến Tre là bắt bạn tin không? Y luôn với gì nữa? Đi vô. Thấy toàn là vừa không thấy không? Nó về Bến Tre mà không tin mới sợ luôn á. Khúc này sao ở trong vừa quá trời luôn ta? Thôi mình tiếp tục cuộc hành trình đi. Ở đây nắng quá. Thi định nhưng mà hồi nữa mình sẽ đi chỗ câu cá sấu các bạn ơi. Nè, cái chỗ câu cá sấu nè. Vườn quốc cá sấu. Vậy
Vé cũng là người lớn 30 luôn, trẻ em 15. Dương có cá sấu. Vé đây các bạn ơi, mọi vui vui chơi dành cho người lớn. Anh đứng luôn. Ôi vô đây mình coi mà. Bên kia có cậu kìa. Bên kia có cậu kìa. Cậu có xấu kìa. Bây giờ mình sẽ đi câu cá sấu. Về cá sấu bên kia kìa. Đây có con nữa nè. Đó, nặng rồi. Ở đây lại mình vô mua mồi câu riêng hay là sao ta? Phải không em? Chà, đây người ta ngủ nghỉ gì nhiều như vậy? Có thấy chỗ nào mua đâu ta? Thôi, cá sấu chỗ nữa.